Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình làm cái clip này để dành cho những bạn yêu thích nhiều mùi hương khác nhau và muốn mua hàng với giá sỉ. Thì mua hàng với giá sỉ thì điều kiện bên trong thì sẽ như thế nào? Chỉ cần 5 chai, 5 mùi khác nhau là các bạn đã có giá sỉ rồi. Ví dụ, đây là Tram Omina, 1 chai. Tram Ador, 25ml, 1 chai. Tram Just For You, 30ml, một chai nữa là ba chai rồi. Cham Trust 25ml là 4 chai. Và Cham Xì 25ml là 5 chai. Vậy chỉ cần với 5 chai như thế này thôi. 5 chai như thế này thôi mọi người. Đó, 5 chai như thế này thôi là các bạn đã có thể mua hàng với giá sỉ và giá rất là tốt để mọi người sử dụng luôn. Đó. Hoặc là nếu như các bạn thích mua bắt đầu kinh doanh thì chỉ có với 500 như thế này thì vốn tầm khoảng là hơn 1 triệu một xíu thì các bạn đã có thể bắt đầu kinh doanh với nước hoa Tram. Đây là những mẫu rất là bán chạy của Tram nên là khi các bạn mua về các bạn không sử dụng thì các bạn cũng có thể kinh doanh, bắt đầu kinh doanh. Khi các bạn kinh doanh với Tram thì các bạn sẽ đảm bảo là các bạn sẽ được bán được hàng, bởi vì tại vì sao? Tại vì nước hoa này lưu hương rất là lâu rồi, một chai bé bé xinh xinh như thế này là chỉ từ của khoảng dao động khoảng 300 ngàn thôi, hoặc là 330 ngàn, đến chỉ có chai này, chai Just For You là chai mẫu mã mới ra đây gần đây nhất của Tram, là chai này 30ml là 370 ngàn. Các bạn có thể thấy cái thiết kế chai không đã rất là xinh rồi. Cái chai này là phải đặt hàng từ nước ngoài về và nó phải được gia công rất là kỹ lưỡng mới mới ra được một cái chai như thế này. Rất là xinh xắn và rất là đẹp luôn. Nên bạn nào yêu thích kinh doanh hoặc là thích sử dụng nhiều mùi hương khác nhau mà muốn được mua với giá tốt nhất thì các bạn có thể lựa chọn 5 mùi hương khác nhau để có được giá sỉ nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào.